Cuộc đời nhà thơ Hoàng Cầm, trời bắt tội tôi yêu sớm. Hoàng Cầm tên thật là Bùi Tằng Việt, sinh ngày 22 tháng 2 năm 1922 tại xã Phúc Tằng, nay là thôn Phúc Tằng, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Mất ngày 6 tháng 5 năm 2010 tại Hà Nội, một nhà thơ của Việt Nam. Quê gốc của ông ở xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Xuất thân trong gia đình nhà nho lâu đời, thân sinh ông thi không đỗ, về dạy chữ Hán và làm thuốc bắc ở Bắc Giang. Tên ông được đặt ghép từ địa danh quê hương Phúc Tằng và Việt Yên. Thuở nhỏ, ông học tiểu học, trung học đều ở Bắc Giang và Bắc Ninh. Đến năm 1938, ra Hà Nội học trường Thăng Long. Năm 1940, ông đỗ tú tài toàn phần và bước vào nghề viết văn, dịch sách cho Tân Dân Xã của Vũ Đình Long. Từ đó, ông lấy bút danh là tên một vị thuốc đắng trong thuốc bắc, Hoàng Cầm. Năm 1944, do Thế chiến thứ hai xảy ra quyết liệt, ông đưa gia đình về lại quê gốc ở Thuận Thành. Cũng tại nơi này, ông bắt đầu tham gia hoạt động thanh niên cứu quốc của Việt Minh. Cách mạng tháng 8 nổ ra, ông về Hà Nội, thành lập đoàn kịch Đông Phương. Khi chiến tranh Đông Dương bùng nổ, ông theo đoàn kịch rút ra khỏi Hà Nội, biểu diễn lưu động ở một vùng Bắc Ninh, Bắc Giang, Sơn Tây, Thái Bình, rồi một thời gian sau giải thể. Tháng 8 năm 1947, ông tham gia vệ quốc quân ở chiến khu 12. Cuối năm đó, ông thành lập đội tuyên truyền văn nghệ, đội văn công quân đội đầu tiên. Năm 1952, ông được cử làm trưởng đoàn văn công Tổng cục Chính trị, hoạt động biểu diễn cho quân dân vùng tự do và phục vụ các chiến dịch. Tháng 10 năm 1954, đoàn văn công về Hà Nội. Đầu năm 1955, do đoàn văn công mở rộng thêm nhiều bộ môn, Hoàng Cầm được giao nhiệm vụ trưởng đoàn kịch nói. Cuối năm 1955, ông về công tác ở Hội Văn nghệ Việt Nam làm công tác xuất bản. Tháng 4 năm 1957, ông tham gia thành lập Hội Nhà văn Việt Nam và được bầu vào ban chấp hành. Tuy nhiên, không lâu sau, do vụ án Nhân văn giai phẩm, ông phải rút khỏi Hội Nhà văn vào năm 1958 và về hưu non năm 1970, lúc mới 48 tuổi. Hoàng Cầm nổi tiếng với vở kịch thơ Hận Nam Quan, Kiều Loan và các bài thơ Lá Diêu Bông, Bên kia sông Đuống. Bài thơ Bên kia sông Đuống được chọn vào giảng dạy trong giáo trình trung học phổ thông. Ngoài bút danh Hoàng Cầm, ông còn có các bút danh khác như Bằng Việt, Lê Thái, Lê Kỳ Anh, Bằng Phi. Đầu năm 2007, ông được nhà nước Việt Nam tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật do Chủ tịch nước ký quyết định tặng riêng. Thời gian cuối đời, ông sống tại Hà Nội và mất vào ngày 6 tháng 5 năm 2010 vì bệnh nặng. Trước cách mạng tháng 8, Hoàng Cầm đã đóng góp không nhỏ cho kịch thơ với hai vở Hận Nam Quan và Kiều Loan, cùng với những bài thơ kháng chiến, tiêu biểu là bài Bên kia sông Đuống nổi tiếng và Trường ca Tiếng hát quan họ. Thơ của ông đẹp một vẻ đẹp thướt tha mà lại dạt dào, hào sảng. Sông Đuống trôi đi, một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến Trường Kỳ. Những hình ảnh thân thương, gần gũi của quê làng vào thơ ông bỗng trở nên sang trọng, lạ lùng. Những cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng. Nói như nhà thơ Nguyễn Thụy Kha thì thơ Hoàng Cầm trầm đầy một nỗi phương Đông. Đúng như vậy, cái nỗi phương Đông luôn trầm đầy chính là nhờ ông đã nhập hòa hồn thơ của mình vào chiều sâu văn hóa Việt để rồi hiện ra trên trang giấy với vẻ năng động của thơ mới trong sự luân chuyển về hiện đại. 30 năm vắng bóng trên thi đàn từ năm 1958 đến năm 1988 lại chính là thời gian mà Hoàng Cầm tạo nên sự đột khởi trong nghiệp thơ của ông bằng tập Về Kinh Bắc và nhiều tập thơ lẻ như Men Đá Vàng, Mưa Thuận Thành, 99 Bài Tình. Nhiều bài thơ trong những tập thơ này, mà đặc biệt là tập Về Kinh Bắc, đã trở thành ngôn truyền trong công chúng với những Lá Diêu Bông, Quả Vườn Ổi, Cây Tam Cúc, Cỏ Bồng Thi. Theo Hoàng Cầm thì Về Kinh Bắc chính là tập thơ cột sống của đời ông. Đây là một tập thơ mà tinh túy của văn hóa quan họ Kinh Bắc đã được trưng cất, kết đọng lại. Ông chia tập thơ thành các nhịp với những đêm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ như nén lại để rồi làm thăng hoa thơ Việt trong một không gian, thời gian thực ảo, biến hóa khôn lường. Đọc thơ ông
ta gặp một con người Việt nguyên khối qua hơi thở của lục bát, ngũ ngôn và nhịp tự do tài tình lướt qua khuôn phép. Chính vì thế mà thơ ông không cũ đi trong cổ điển và cũng không quá xa lạ trong hiện đại. Nhiều câu thơ của ông đầy tài hoa, quyến rũ, khiến người đã phải lòng rồi thì không thể nào dứt ra được nữa. Vắt áo nghe thầm tiếng vải kêu, một con mèo mướp duỗi chân chiều, ta con bê vàng lạc dáng chiều xanh, đi mãi tìm sim chẳng chín, ta con trào màu khát nước, về vườn xưa hạt nhãn đã đâm mầm, ta con chim cu về gù rặng tre, mang nắng ấu thơ về sân đất trắng, chị gánh gạo về nhà phú hộ, nứt vai thành sẹo lá lan đao. Mảng thơ tình của Hoàng Cầm lại là một đóng góp đáng kể về cảm giác tình yêu trong thơ ta. Đây là một cảm giác si mê, hưng phấn trong ái tình mà có người nhầm tưởng là kích động nhục cảm. Ví dụ những câu thơ rất gợi như thế này: chân em dài đi không biết mỏi, má hồng em lại nổi, đồng mùa nước lụt mênh mông, lưng thon thon cắm sào em đợi, đào giếng sâu rồi đừng lấp vội đầu xanh. Những chân dài, má hồng, lưng thon khiến ta nhớ tới trường túc, hồng nhan, chiết yêu trong quan niệm tính dục của người Tàu. Nhưng khi những chi tiết ấy vào thơ Hoàng Cầm, nó đã được Việt hóa một cách thần tình, khiến cho câu thơ trở nên lung linh tơ lụa, bọc che những ẩn dụ xa xăm. Thực ra, nhục cảm trong thơ tình Hoàng Cầm luôn đa nghĩa, mà cuối cùng hướng về cái đẹp e ấp luôn có nguy cơ biến mất. Trong đời thực, Hoàng Cầm là một người đa cảm và cũng đa tình lắm. Da trắng, môi son vẫn còn phảng phất trên gương mặt chữ điền dưới mái đầu bạc trắng như cước. Cho dù khi đã ở gần tuổi 80, ông vẫn thường khao khát một mối tình chân thành, đắm đuối. Có lẽ nhờ thế mà trái tim trong thơ ông vẫn rộn ràng những nhiệu nhạc xa xăm. Ai 70 tươi giòn, nằm mơ đưa võng mẹ, du say dòng mẫu hệ, vòng tay quê bế bồng. Hoặc em ơi, tóc xanh bạc óng, như hai con sóng, dễ gì trẻ đôi. Ngoài tình yêu và thơ ca, Hoàng Cầm cũng là người còn nhiều đam mê khác. 10 năm lại đây, nhiều bài phê bình, tiểu luận và hồi ký của ông thường làm giật mình người đọc về một trí tuệ và khả năng sung mãn trong sáng tạo. Có thể nói ông là một người thẩm thấu văn chương rất tài tình, tinh tế và nhạy cảm. Không chỉ chia sẻ với các nhà văn, nhà thơ cùng thời mà ông rất gần gũi với cả những thế hệ sau. Ông viết phê bình, giới thiệu thơ của nhiều nhà thơ chống Mỹ với lòng yêu ái và nể trọng. Những bài viết gom nhặt về cái hay, cái đẹp như vậy bao giờ cũng chân tình và hứng thú. Khi không còn sức để đọc nhiều nữa, ông vẫn dành thời gian đọc những người trẻ, chỉ bảo và cổ xí họ. Có lẽ nhờ thế mà sáng tác của Hoàng Cầm không bị già cỗi, không bị tụt hậu như một số người cao tuổi khác. Ông cho in tập Văn Xuôi Hoàng Cầm khoảng 500 trang đã cung cấp cho bạn đọc nhiều điều lý thú, bất ngờ. Văn xuôi của ông bộc lộ một bề dày văn hóa cùng những trải nghiệm về đời, về nghề vô cùng sâu sắc và bay bổng. Có cảm giác dòng sông tâm hồn ông lúc nào cũng đầy ắp những con sóng giạt rào, trẻ trung và ngọt mát. Từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Hoàng Cầm vẫn khao khát được chung tay với hội nhà văn ra một tờ báo thơ để thúc đẩy thơ ca ngày càng đạt tới những thành công mới và đáp ứng nhu cầu của công chúng yêu thơ. Đọc những tâm sự của ông trên báo càng thấy khát vọng ấy của ông nhức nhối đến chừng nào. Thơ là một mặt vô cùng trọng yếu của đời sống tinh thần dân tộc ta, thì lại không có một tờ báo, dẫu chỉ là hai trang thôi. Lấy đâu ra sức mạnh đẩy thơ lên tới mức hiện đại hóa văn chương và nghệ thuật cho kịp với các trào lưu thế giới. Những khao khát của Hoàng Cầm là khao khát nghiêm cẩn. Cũng chính những khát vọng ấy đã giúp ông vượt qua bao trắc trở thị phi, bi kịch không đáng có trên con đường văn học. Và khát vọng đó vẫn nâng đỡ cho ông chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, với gánh nặng tuổi tác, dành lại những giây phút sáng tạo cuối cùng. Nhìn ông tóc bạc, da trắng, môi son và cặp mắt ánh lên những tia sáng đắm đuối, tôi như thấy cả thời tuổi trẻ của ông vẫn còn song hành cùng ông trên con đường văn chương đầy mê đắm.